đang đổ dốc xuống dưới cầu treo Dây Văng mà. Cầu Dây Văng ở đâu? À, đường nào đường nào? Đá sĩ chùa Khánh Lâm. Chùa Khánh Lâm đây, hết đá sĩ bên đây. Chùa trước hả? Đi thác trước nha. Thác trước hay chùa trước? Thác bên kia chùa này hả? Đi thẳng luôn mà, nó kia đi thẳng luôn. Đi thẳng là đây là đi thẳng hả? Ok ok. Đang đi thác ba sĩ. Ba sĩ. Ba sĩ. Ủa sao mình phân biệt được y dài y ngắn? Ba sĩ. Ôi người đã phân biệt theo cái quán tính à. Ý là ví dụ giờ ba sĩ y dài đọc sao, ba sĩ y ngắn đọc sao? Như là sĩ với lại thôi chị. Wow. Wow.